trở thành một quy luật. Cứ trên đời này có cái trò chơi nào mà nó nổi tiếng, nó hot hot một tí. Thí dụ như là cái trò đây không phải là hàng xóm của tôi, mình đã từng làm một video về cái trò đó. Thì ở trên Roblox sẽ có một phiên bản tương tự. Và đó là không phải Robloxian của tôi. Hồi xưa mình nhớ mình đã từng gặp cái tình huống này ở cái trò chơi là Buckshot Roulette. Đấy, bắn súng shotgun với quỷ. Thì ở Roblox cũng có trò tương tự. Bây giờ đến lượt cái trò tìm ra đâu là người hàng xóm xịn, đâu là người hàng xóm imposter. Đấy, ok, để thử xem như thế nào nhá. Và mình đã vào trong trò chơi. Ok, giao diện khá là giống với game gốc đấy. Và thậm chí game này nó còn có cả chế độ nhiều người chơi với nhau luôn. Chưa hiểu cái này nhiều người chơi là kiểu gì. Là một người sẽ làm giả vờ là đóng vai lễ tân để duyệt khách vào. Những người chơi khác sẽ đóng giả làm khách vào cái chung cư này à. Và hướng dẫn nha, để cho những bạn nào mà chưa biết chơi trò này, các bạn sẽ hiểu cách chơi. Đầu tiên, nhiệm vụ của chúng ta phải dò xét tất cả những ai đi qua đi lại trong cái sảnh chung cư bằng cách xem vào cái danh sách này. Nếu cái người ở sau cái cửa sổ kia đúng là ở trong cái danh sách này thì cho vào, còn không đúng thì cho cút luôn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Để quyết định xem là họ có bị cút hay không, mà chúng ta còn phải kiểm tra như là căn cước công dân này, xem cái căn cước là tên như thế nào, rồi ngày tháng đăng ký, rồi cái logo con mèo. Đấy, rất nhiều những chi tiết mà chúng ta không được bỏ lỡ nha. Rồi còn cả thư đòi vào, xem thông tin của người này có đúng là ở trong chung cư này không. Sau đó là nếu mà tất cả đều không phải, mình sẽ phải bấm nút báo động và mình sẽ gọi điện thoại cho đội giải quyết những cái vấn đề này đến để cho mấy thằng này cút. Đó. Còn nếu mà đúng là người thì mình sẽ bấm cho người ta lên nhà. Đấy, nói chung là hướng dẫn như vậy. Và đầu tiên mình có xin chào, vâng, thanh niên này đội tay mèo à, hay tay Mickey đây. Và mình sẽ phải làm gì đây? Mình sẽ phải ok, vào chơi game. Quái vật chế tạo. Ok, tên hơi lạ nha. Kinh nghiệm là sao? Ok, cái này là dịch tiếng Anh của tiếng Việt hơi sai nha. Tháng 12 năm 2025 à, là ngày hết hạn. Bây giờ đang là năm 2012. Thì cái này ok này. Nhưng mình muốn xem có trong danh sách không? Có nha. Quái vật chế tạo có ở phòng 202. Ok, từ từ xem cái hình nào. Có vẻ cũng giống. Ok, 202 đúng không? Thủ công Crick. What? Tên đây thì là quái vật chế tạo, còn ở đây thì là thủ công Crick. Chắc là đây là dịch tiếng nó bị sai rồi đúng không? Thợ gỗ, luôn đội mũ, mỉm cười, tóc nâu, áo khoác flannel, đường viền hàm mạnh. 14025 8990. 14025 8990. 25, ok, có vẻ chuẩn. Quái tên là quái vật, tôi là cư dân tòa nhà, tôi là người đóng củi, ok. Có vẻ là ok nhỉ. Vậy mà thứ có ổn không? Bạn có thể mở cửa cho tôi được không? Kể ra thì cũng được, cũng ổn đấy. Có vẻ như là không có gì là sai lắm. Rồi, duyệt, đi vào. Ok, xin chào. Bulu bulu à, thằng này thào đây. Thưa quý ông đáng sợ. À, nụ cười tỏa nắng và có cái mũ đầu lâu. Ok, mũ trông cũng phải uy tín đấy. Xem nào. Thưa quý ông đáng sợ. Ok, cư dân tòa nhà ở căn 101 là thế nào? Ông đáng sợ 266-34946. Số ID 266-34946. Có vẻ là chuẩn nhỉ, đúng không? Không có gì sai sót đúng không? Bụp 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 bụp. Ok, chuẩn. Rồi, cho qua. Người thứ ba, tôi yêu mèo. Con mèo đậu ở trên vai, có vẻ uy tín, nhưng không có trong danh sách nha mày. Dennis tiếng Pháp. Ủa sao lại Dennis lại có tiếng Pháp nữa, lại còn hàng ngày. Vâng, các bạn là thật sự là những cái tên này thực ra tiếng Việt nó rất là lần lộn luôn. Không có trong danh sách. Hỏi ý kiến, hỏi nó bắt nào. Giang nó, bạn đã bắt được rồi. Ô, bạn rất giỏi điều đúng không? Ôi, mặt nó đã trở thành mật có mật kinh dị rồi. Thế thì báo đâu. Rồi, gọi số ngay lập tức 1188. À, cái này là số này làm cho mình nhớ đến cái số 1080. À, hồi xưa là mình hay gọi để mình trêu ấy. Mình gọi xong rồi mình kiểu hỏi người ta một đống mấy câu linh tinh, tưởng là trêu được người ta, nhưng không các bạn ạ. Mình hóa ra đó là mình trêu bố mẹ mình, bởi vì cuối tháng tiền điện thoại của mình đến mấy trăm nghìn. Khai thác nhân bản hoàn tất. Ok, mình đã giải quyết được cái con imposter đó và cho nó cút luôn. Này, tiếp theo nào. Xin chào, chào xin. Rồi, là gì đây? Xấu nghỉ. Riêng cái tên này thôi là cho mình, chúng ta có thể cho mày vào tù được rồi nha. Đã xấu mà lại còn đòi nghỉ. Xấu thì phải làm việc để ăn được người đẹp chứ. Nào xem nào. Xấu nghỉ. Ok. 2025110. Số gì mà số căn cước công dân sao mà thấp ít thế? 201. Đâu xem nào. 201. Ủa sao cái này nó thấp này. Được rồi. Đột phá tồi tệ. Chúng ta có thể bỏ qua tên đi ha, bởi vì cái tên rất là ngu. Cảnh sát. Ok.
2025110. Ok, chuẩn nha. Mặt mũi có vẻ chuẩn nhỉ. À đúng rồi, đúng rồi. ID chuẩn có trong này luôn. À, thích thì duyệt. Rồi, được nhá. Vậy có thức ổn không? Ok. Rồi, rồi, cho vào đi. Đi vào. Nào, thằng tiếp theo. Big Games. Vâng, không không phải liên quan đến Supreme đâu đúng không? Adam người lớn. Vâng, cái tên thật sự là rất là đần độn. À, căn cước công dân mà không có hạn sử dụng à? Không được đâu bé ơi. Mày láo nháo nào. Ngay lập tức gọi đội CAT đến. Vâng, sao đội này tên là mèo rồi nhỉ? Không biết là tên là mèo thì giúp đỡ được gì cho cái thế giới này. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua. Đúng rồi, cho nó bay bầu luôn. Ê, mình có một cái hòm. Ui, oh, ui từ từ, mình có một cái khu penthouse. Ui ôi, ê, khu này có mình nè. Nếu mà mình mở, mình dùng 249 Robux, mình có thể mở khóa chính mình ở trong trò chơi. Oh, mở khóa. Mỗi tội mình không có Robux gì đấy, gì đây. Thằng nào này. Albert tiếng Anh, kinh nghiệm vãi cả đạn. Thanh niên này căn cước hết hạn vào tháng 55 các bạn ạ. Tháng 55 là đủ hiểu rồi đúng không? Và thằng nào cũng không có trong danh sách thì thôi, không cho mày cút. Nó không có trong danh sách không tham gia sao? Đúng, phải có cái gì đó không ổn. Tôi nên có trong danh sách, kiểm tra lại. Không có là không có. Cút 1188. Gọi luôn. 3 mà chỉ con này. Đấy, mình đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở bên khu chung cư Just Not My Neighbor rồi. Nên là qua bên này mình giải quyết được hết. 3 cái bọn Robloxian này không bao giờ qua được mắt mình đâu nha. Ông này sao mồm gì này, mồm này là mồm này là thật là dâu đấy. Ok. Không cần quan tâm. Khớ này là khớ gì? Nhiệm vụ nhà tù. Vâng, cái tên nghe rất ảo đúng không? Nhưng mà nhìn quả căn cước này với cả cái mồm này là biết là thầy có vấn đề rồi. Nào, mình muốn trêu thằng này một tí. Không có trong danh sách. À, mày vẫn cãi à? Nào, căn cước của mày Sida, ID của mày, tôi không thấy cái gì sai với ID của mình. Thôi được rồi, mày lì quá, mày quá lì rồi. Thế thì mày phải bị trừng phạt. Cho mày đi luôn. Rồi. Đi. Ở cái game trước á, ở game lần trước mình chơi á, là mình không biết bao giờ mình hết. Còn cái này thì mình không biết là chơi bao giờ luôn. Mua nhân vật. Oh, Mr. Bean rồi sao? Gojo, vãi cả trường. Ui, ảo ma vãi, cho cả Luffy vào trong game ấy chứ. Ok. Rồi, không có tiền rồi. Thế nào đây? Cái này không có trong danh sách luôn. David, người xây dựng. Ôi giời ơi. À, David gốc là đội mũ nha. Nếu mà làm thợ xây là phải đội mũ an toàn. May không đội thì cho mày cút. Nào, từ từ. Đó. Nó cáu liền. Đấy, thằng này, mày còn non quá. Ít ra là muốn giả dạng cho nó tới đi. Giả nửa vời thế này. Thôi. Cho mày bay màu luôn. Easy. Rồi, còn nào nữa nào? Ôi dồi ôi. Đây là người đầu tiên vào nhà chứ còn gì nữa. Quái vật chế tạo này. Nhưng mà quả mồm này. Ai trưởng quả mồm. Thôi được rồi anh ơi. Khỏi phải nói nhiều. Từ từ. Để. Rồi, có cái nào để mình cho mày nhận. Đâu. ID nào. Vâng, tôi không hiểu đúng không? Nào, bây giờ tao bụng hết tất cả luôn. Ngoại hình của tôi có gì sai? Tôi trông giống như tôi luôn luôn làm. Chắc mày giống. Kiểm tra lại á. Đây để kiểm tra lại nhá. Đây, tao gọi giáo viên đi kiểm tra lại nhá. Mặt xấu như thế mà mày đòi vào trong nhà. Đây là nhà cho những người đẹp nha. Nhìn lễ tân là biết đấy không? À, nhìn người bảo vệ đây lễ tân thì là biết là chỉ có người đẹp mới được vào nhà thôi. Rồi. Ok. Tiếp tục nào. Ồ, thằng Big Game này. À, mình chưa cho nó vào. Cái thằng Big Game đợt trước á là nó không có cái hạn sử dụng của căn cước công dân. Ok, thằng này có vẻ ổn áp này. Thằng này trông có vẻ duyệt này. À, 304 đúng không? Cha phát Adam lớn và Preston lớn. Adam lớn có nốt ruồi ở bên má phải. Mỉm cười, mái đầu hói, áo sơ mi trắng. Ok, chuẩn. Thằng này chuẩn nè. Và số ID sao? 6597-1791. 6597-1791. Và có trong danh sách. Thế thì chắc duyệt được rồi đấy. Vào đi, xin mời. Thằng này là Weebu à? Mặc cái áo này, trời ơi, nhìn chữ Alime. Sao rồi, có con gái Alime đây là biết Weebu rồi. Có không? À đủ, hết nó có danh sách với ảo chứ. Jared tên, người đàn ông cam. Ok, người đàn ông cam. À, không bao nhiêu? 102. À, để mình kiểm tra nào. Người đàn ông da cam, da red. chủng tật da cam à. Người sữa. Luôn luôn có mũ mực, tóc đen, đeo kính râm, áo sơ mi đen, mặt thẳng. Ok, 1736-49622. 1736-49622. Hết hạn vào tháng 3 năm 2016.
Ok, có vẻ duyệt. Được nha. Ê, chính ra là mình được hai người chuẩn liên tiếp luôn. Vậy là xong chưa? Rô cục block. Không có một cái tên nào mà chuẩn xác hơn được như vậy. Và số căn cước của nó là 1. Đây là người gọi là làm căn cước đầu tiên trong thế giới Roblox. Cục 302. Đâu 302 đâu. Vãi trưởng, có thật kìa. Có luôn á. Nhớ tiếng, mày không có trong danh sách. Cho nên, đúng rồi, không có. Rồi, không có thì biến 1188. Ê, thế đấy là mình cho đủ người chưa? Mình tưởng là cái này là cứ chỉ cần cho đủ số lượng người vào là thắng mà. Mình còn thiếu ai không? Hình như đủ hết mà đúng không? Anh Giai Cát ơi. Em phải làm việc đến bao giờ anh ơi? Mình đã tiêu diệt một người Robloxian. Mình bắt được 6 con ok. Nhưng mình tiêu diệt một người. Của là ai ta? Chi tiết. Ờ, chắc là chi tiết. Ok, ổn. Mình rất ổn. Quá là nhờ. Tại sao mình lại cho một người bay màu nhỉ? Là ai ta? Là ai được nhờ? Ok, lại đi. Mình muốn lại. Để mình được cái hạng S. Không thể nào mà chấp nhận cái chuyện này được. Mình pro max VIP như thế này. Nào lại nào. Ok, lần này quyết tâm chuẩn nhá. Đâu nào. Úi dồi ôi. Cái quả mặt rồi ôi. Ông cho cả cái lỗ đen vũ trụ lên mặt như thế thì thôi. Nhìn mặt là biết ngay tương lai. Quá là tăm tối luôn. Rồi. Dừng. Đo đi nhanh đi ạ. Cái sách của ai nào? Wow, sách sách mở thêm người rồi sao? Có thêm người ạ. Nãy là có 6 người hay 5 người. Giờ là có tận là 7 người. Lại cái thằng mặt cáo ngơ này mày có này không? Có nó mày ảo chứ. Albert chim hồng hạc. Hình như mũ thằng này nó hơi sai. Ờ, mũ thằng này nó sai rồi. Thằng này ở 103 luôn đội mũ. Nhưng vấn đề ấy, các bạn để ý kỹ đi, cái mũ của nó là cái vành nó liền chưa. Mũ này nó là cái mũ phớt sai mũ, tức là mày là thằng pha ke. Vâng các bạn ạ, bây giờ là cái nhân dạng của con người được đánh giá qua quần áo đấy. Chỉ cần một hôm đấy thằng này nó đội một đứng lên, nó ra ngoài cửa hàng quần áo nó mua một cái mũ mới thôi là nó hỏi vào nhà luôn đấy. Chưa, hệ thống an ninh an toàn của chung cư này là hơi bị vip luôn nha. Đi ra ngoài mặc bộ gì thì về đây mặc bộ y chang. À đủ, một thanh niên mới đã đến à? Thì đây, Kevin. Ồ, mũ len, ok. Vâng các bạn ạ, làn da của thanh niên này cho dù ở hình ảnh, ảnh màu đen trắng mà vẫn nhìn được màu da, đã đủ hiểu rồi đấy. Nào, chiến sĩ Edward, ok, ghê. Cũng là VIP, căn hộ là 2101. Cái gì cơ? Tầng 21 á? Ê, bậy nha, người ta là 203 nha, Kevin Edward nha, làm gì mà mày bảo mày ở tầng 21, rồi, mày cút luôn, mà đây đã bảo đây là cái chung cư mini rồi, làm gì xây được lên tầng 21, ảo ma nhỉ, tôi đến trước cửa chung cư nhà mình, xong rồi nó nhìn thấy chung cư của mình thấp tè, mà nó kêu nó ở tầng 21 được mới giỏi chứ. Anh niên này chứ có phải ngầu, Elia Phác Thảo. Tên ảo thật chứ. Nụ cười với lại một nụ cười tỏa nắng. Kính đen, tóc vuốt keo các thứ. Ok, Elia Phác Thảo. Tháng 5 2015 rồi. Tôi là cư dân của tòa nhà. Tôi đến từ công việc của tôi như một người bảo vệ cuộc sống. Người bảo vệ cuộc sống. À, lifeguard. Là kiểu cứu hộ ở mấy cái bể bơi hay là ở biển. Trời ơi, dịch ra là người bảo hộ cuộc sống. Nghe nó oách vãi. 1571. Ok, nhân viên bảo vệ chuẩn này. 1571-80286. 1571-80286. Có trong danh sách. Ồ, vậy là đây là chuẩn men rồi. Cái gì sai không ta? Mình chờ kỹ lại nha. Ok, yêu cầu nhập cảnh chuẩn. Rồi, duyệt. Ok, vào đi. Lại thằng trai Alime. Nó vẫn có trong danh sách cái ảo chứ lị. Tháng 3 năm 2016 rồi. Người đàn ông cam 102 đúng không? 1736-49622. 1736-49622. Ồ, thằng này là thằng chuẩn à? Nhưng mà đến như mình để ý nha, là cái con mực cái này rất ghê đúng không? Rất cảm giác là cái con mực cái này, cái mũ của nó so với cái mũ gốc này nó đang hơi bị sai nha. Nó có đến rất nhiều mấy cái tua này. Ok, đây là hình to hơn này. Thấy không? Ở bên này này nó chỉ có một cái tua này thôi. Và 1, 2. Cái tua này nó có 1, 2, 3, 4. Nó có quá nhiều tua rua. Rồi, mày. Cút ngay. Không những quần áo phải giữ nguyên mà tóc tai cũng vậy nha. Đi ra đường mà làm sao thì cấm vì cái tóc. Thấy chưa? Cút luôn. Rồi, xong. Nào, nhận lần tiếp theo. Thằng da đen này hình như mình cho nó vào rồi mà. À, thằng này là thằng cái đợt trước nó kêu nó ở tầng 21. À, giờ hợp lý rồi này. Tháng 2 năm 2013 rồi. Rồi, đây. Ở chung với thằng Phác Thảo. 1208.
46783. Ok, chuẩn rồi này. Có trong danh sách. Mũ mão đầy đủ. Logo trên áo. Ok, chuẩn thằng mặt cười. Rồi, duyệt, duyệt, duyệt. Rồi, D. Lại là thằng Roblox. Mà mày không có trong danh sách nha. Thằng là David, người xây dựng mà. Thì nó có. Thằng này nó có. Và nó đã đội mũ bảo hộ rồi. Thế thì mình lại phải xem xét tiếp. 302. À, nó cũng ở cùng với thằng Roblox này. 9012006. Hơi bị nhiều thằng đúng rồi nhá. Cảm giác nó cứ sai sao. Lại là cái quả mồm này. Ê bro, bro ơi. Khỏi luôn ấy bro ơi. Bữa trước là bắt được bro rồi nhá. Cho nó đi ngay. Diệt trừ nó trước khi nó để trứng kịp. Đúng thực sự là có lẽ mình phải cho hết tất cả những người này vào này. Vậy là mình đã cho Elia vào rồi. Cho Kevin vào rồi. Albert hình như cũng vào rồi. David vào luôn rồi. Vậy là mình còn bậc thầy Mike. Quý ông đáng sợ cũng cho vào rút rồi á. Vậy là còn Jared, người đàn ông cam và bậc thầy Mai cũng là xong. Ôi dồi ôi, lại quả mặt tối như là tương lai chị dậu. Đi luôn. Ở quá trời ơi. Rồi, cho nó đi nào. Nào, hai người kia để nốt đây nào. Để tôi hết ca làm việc, tôi đi về tôi ăn cơm đây. Đói quá rồi. Thằng này thằng Roblox cơ bản mà. Đây, thằng siêu cơ bản luôn á. Lại còn John nhạc sĩ. Rồi, đâu nào nào nào. Căn cước công dân đâu? À, quên căn cước. Ủa trời ơi, lại thêm một yếu tố nữa không cho mày vào. Căn cước lại không có hạn sử dụng. Thế thì mày cút. Đã không có trong danh sách rồi mà lại còn không có hạn sử dụng căn cước. Đủ đường thế thôi, thua rồi. Ê, mày để ý nha, nãy giờ có cái nút đỏ này mình chưa bấm này. Cái này để làm gì đây? Vâng, có vẻ như là không bấm được các bạn. Ủa, bấm nút đỏ này. Thằng này thằng nào đây? Bậc thầy Mike. Hay quá. Bậc thầy Mike đây rồi. 303 đúng không? 303. Đây rồi. Bên này thầy là thạc sĩ Mike. 61485303. 61485303. Chuẩn số ID. Mặt mũi so với này sao? Có vẻ giống. Có vẻ giống đấy. Mũ khủng long chắc cũng chuẩn. Tóc tai cũng ok. Rồi, duyệt nha, duyệt nha. Yes sir. Vào đây, vào đây. Không chưa? Chúng ta có một em gái xinh mà em hơi ngu để em chuột lên đầu. À quên mất, em ấy là Ratatouille. Ờ đó. Áo len đầu lâu à. Thôi, em ơi, em nhầm nhà rồi em ơi. Em không có đưa ID cho anh nữa em ơi. Đã đủ, có ID luôn sao? À, thấy chưa? Mình nói có sai đâu. Đâu có ai bình thường mà để con chuột lên đầu. Đúng không? Rồi, cút. Cái ngày làm việc hôm nay nhiều mấy con imposter thế nhở? Người thật đâu đến đi nhanh đi nào, xong game nào. Đói lắm người cho đi ăn đi nào. Thưa quý ông đáng sợ, có thầy mà cho vào rồi mà ta. Ông đáng sợ, ok. À, ở chung với cả con hoa hậu may à? À, được. 266-34946 266-34946. Ok, rất chuẩn. Rồi, ok, được rồi. Vậy thì mời anh về với chung cư của em. Xong chưa? Yes! Và đó là hoàn thành trò chơi. Để xem nào, chắc chắn không bỏ lỡ ai. Lần này mình còn tệ hơn lần trước. Mình giết hai người Robloxian. Quá là tại sao ta? Tại sao mình lại xử hai người Robloxian ở hồi nào nhỉ? Ổn. Không ổn tẹo nào nhá. Trò này lỗi rồi, lỗi chắc luôn. Mình tự tin vào việc mình trả lời rất chuẩn. Nếu các bạn tìm ra được là thằng nào mình trả lời sai, bình luận bên dưới để mình đọc xem là cái phút nào của video mà mình đã cho người vô tội bị bày màu. Chứ rõ ràng là mình kiểm tra quan sát rất rõ luôn. Thế mà nó tính là mình xử mấy người Robloxian đến nản á. Rồi ngoài ra nếu các bạn biết những cái trò Roblox nào mà thú vị hay ho, không kém, thậm chí còn hơn cả cái trò mình vừa chơi ngày hôm nay, thì hãy bình luận tên ở bên dưới để mình kiếm, mình sẽ chơi và làm video nhá. Thế nào con tập tiếp theo ở game Roblox mình sẽ để lên đây luôn để các bạn có thể bấm vào xem cho nó dễ nhá. Còn trong lúc chờ đợi, các bạn hãy cùng mình qua chơi một trò chơi nó cũng có những nhân vật còn quái dị, còn kinh tởm hơn những nhân vật ở trong cái game hôm nay chơi rất nhiều, nhưng mà lại hơi bị cuốn luôn. Mình hẹn gặp các bạn ở một trong hai video này nhá. Okay.